Con xanh le xanh lét rồi. Chào các bạn, hôm nay bọn mình gồm 4 thầy giáo đến thăm một gia đình đồng bào người Thái và xin ăn ở lại ăn cơm thăm, uống rượu thăm. Nếu mà họ đồng ý cho ngủ thăm nữa là cũng ok luôn. Mời các bạn đi theo chân 4 anh em mình. Xin mời các bạn. Cái đệm kia là nhà em tự làm hay là có bán không nhỉ? Cái đệm mà đệm bông lau. Bông lau. Đây này, cái này là định em bảo với thầy đấy, cái quả bông làm từ cái quả này bông. Này gì? Đây này gì? Đây này là của thầy gì? Dạ. À rồi, đâu qua nhỉ. Để xem nào. Để xem sản phẩm. Nào cái này ấm lắm luôn. Ôi cho bé này. Lật ra là một người thế thôi. Một người nằm thôi. Cái này bán là bao nhiêu đấy em? À rồi. Cái này là bán. Em không rõ với mẹ. Cái này là nhà tự làm ấy. Ừ, nhà tự làm đấy. Tuyệt vời quá. Cái này ấm nhỉ. Rồi. Cứ ngồi đi nhá. Để hỏi mẹ xem làm một cái này. Ui cái này mà. Ngồi ăn cỗ đẹp nhờ, hai người ngồi ăn cỗ. Cho xuống đây nằm. À. Cái này nằm thôi, nằm ấm. Cái này là bị hư hết rồi, chuột cắn. Nằm tí cho mà. Ui giời sướng. Nhưng mà giờ tôi nằm. Đúng lần đầu tiên nằm. Nhưng cái này có bền không An? Lần đầu tiên nằm đệm bông lau đây. Anh lấy về, anh lên cường mà làm chung. Lại đó điều. Riêng cái về mức độ mặt dày lại dày hơn. Thêm thông thêm văn với dưới tường địa lý cầm kỳ thi họa võ thuật tinh thông. Thầy thắng đó là thầy thắng vlog một lát. Anh chính thức đã lập kênh rồi đó. Ra anh lập rồi. Anh chính thức là cộng tác là gì đây? Là đầu quân cho công ty lớn nhất thế giới là YouTube ấy. Google. Làm cho tập đoàn kinh tế Mỹ rồi đấy. Dạ. Cái nước này là nước thải à hay là như nào? Họ dẫn đến suối về anh. Tại vì họ lấy dẫn đây chị. Nước thải đúng không? Đây họ dẫn dọc theo suối để lấy nước ăn này chị anh. Cái rầm rầm đúng rồi. Chào chào. Ông năm nay ông sinh năm 1925 đúng không ạ? Vâng, chào bà. Ngày xưa Mỹ lên đóng hay Pháp đóng lên đây không nhỉ? Ngày xưa là Pháp lên đây đúng không? Ngày xưa là Pháp lên đây. Pháp lên đây. Còn mấy cái cầu Pháp làm còn còn đấy. Treo trước là của Pháp. Thế về. Ông ngày xưa là làm chức vụ gì không? Chức vụ gì trong trường bán là to rồi. Bán gì ông nhỉ? Trường bán gì ạ? Giống như tổ tịch xã đúng không? Tức là ông trước thì ông sinh ra là cái chiến công à, vâng. Trồng dưới bản dưới nói là giờ chỉ trồng dưới thôi. Vâng. Chiến công là từ nhưng mà cái tên bản ngày xưa mà ông trường bản ấy là tên của bản ấy gọi là bản gì không? Cũng là nó gọi là Tén Tần. À vâng, cũng là bản Tén Tần. Trước là nó nói là chiến công. Vâng. Bây giờ thì nhà nước nó làm có 4 có 1 có 6 trồng. Vâng. Tập trung vào thống kê của bán hồ nhà ông đó là có tiền với dân. Cháu cũng được nghe nói là hồi cái hồi mà bác Hồ mất đấy, ông cũng tham gia ra ngoài để viếng bác đúng không? Vâng. Đấy, cháu biết mà. Ông là đi tham quan ở Ba Lột đấy. Không, tức là cái ngày mùng 2 tháng 9 đấy đúng không? Sau cái năm 2009 năm mấy ông nhỉ? Năm bao nhiêu ạ? Ông có nhớ không? Cái bác Hồ mất năm bao nhiêu ông có nhớ không ạ? Bà nhà mình, tức là bà lấy ông ấy là người bên Lào đúng không ạ? Vâng, đúng rồi. À Sầm Nưa. Sầm Hào là xã. Xã và Sầm Hào là xã Sầm Hào, nhưng bản gì không? Bên đấy có bản giống mình không? À cũng là bản Sầm Hào. Vâng. Giờ bây giờ gọi là cụ. Tức là ông là có vợ là người nước ngoài. Và ông có vợ người nước ngoài. Người Lào. Người nước ngoài. Bây giờ bà còn không? Còn bà còn. Bà đang trên đây. Bà đang trên nhà đây. Bà là bao nhiêu thì ông nhỉ? Bà thì là bao nhiêu thì ạ? Bà năm nay bao nhiêu tuổi ông? 89 ạ? À vâng. Ông bà thì còn khỏe nhỉ? Ông cũng gần, ông 97, chín mấy, ông, 97. 97, ông sinh năm 1925 ông nhỉ? Vâng. Ông đang khỏe chưa? Đây là nồi nấu trưng cất rượu, chính xác là dùng từ ngôn ngữ chính xác là trưng cất rượu. Đấy, tức là nó lên này xong nó gặp nước này đúng không? Nó làm lạnh này, làm lạnh nó ngưng tụ, nó hóa nước nó làm lạnh. Nó ngưng tụ xong nó rượu nó chảy xuống.
Đây là nồi nấu rượu người Thái. À vâng. Ôi nhưng mà đói lắm, được xuống nhé. Thấy cái gì ăn rồi, có cái ăn rồi. xin quả chuối, xin quả chuối. Đi cái bậc thang đây thì không đi. Xin quả chuối, đói lắm. Nhìn thấy quả chuối không? Mời các bạn theo chân mình đi lên thăm một gia đình người Thái. À, nhà bên trong cũng đẹp đấy chứ đúng không? Sập chi vậy đúng rồi đấy. Cái này là đi đừng có xảy ra hiện tượng cộng hưởng nhá. Cộng hưởng cơ là không được đâu. Đấy, đùa, ngồi 40 người trong đây không được chi hết. Ngồi 40 người chú nhìn này. Anh ta. Ê, nhưng mà lúc đầu em cũng nên tưởng tượng là hắn sẽ đổ. Nhưng không bao giờ. Không bao giờ đâu. Giới thiệu với lại bạn Cường, đây là cái đệm bông lau của người người Thái. À, đệm bông lau. Anh mua em bộ. Đấy, đây là đệm bông lau nhá. À, mọi người nhá. Lấy bằng bông lau. Ừ, bông lau, đây là đệm bông lau của người Thái. Cái họ tự làm. Ừ, đây họ tự làm. Họ làm bằng tay đúng không? Tự làm bằng tay. Cái này bán có đắt không nhỉ? Tức là họ may này, họ may xong nó để những cái ô caro này này. Xong họ nhồi cái nhưng mà cái này họ bông lau vào. Bông lau vào. Chiếc này là chiếc Lào mà. Ơ chờ tí. Ui. Không ngại. Đây là cái ghế bằng đường này đúng không? Ghế bằng đường. Đây là cái góc học tập của quế học sinh. Học sinh. Không biết phải hỏi. Đây là một cái góc học tập này. Giới thiệu với mọi người đây là cái góc học tập của một học sinh của trường học sinh của Mường Lát. Của trường cấp 3 Mường Lát. Em đang học lớp 11 nên sách lớp 11. Góc học tập của các em thì à vâng. Vâng. Đây là bạn đang làm cơm bài kiểm tra đúng không? Vâng ạ. Ôi chị ơi. Dạ. Chị đang nấu cơm bọn em. Đây là chị chủ nhà. Chị mua thức ăn rồi. Thôi người. Thôi. Để em về lại nấu cho nó giúp. Đấy, đến nhà lại được ăn. Đến nhà người Thái. Khi. Đến nhà người Thái là vậy. Cũng chả mấy khi. Từ giới thiệu lại. Chào các bạn, đây là một khung cửa sổ từ một ngôi nhà, từ nhà sàn của người Thái. Sàn của người Thái. Đây. Nhìn xung quanh ra chúng ta đã thấy là một cái khu ruộng bậc thang. Ừ, view đẹp nhỉ. Và một quả đồi. Đây các bạn. Khung cảnh không gian ở đây rất là trong lành. Nghe được tiếng chim hót tí tách. Ở đây ngắm cảnh nhìn xa xa ra có hòn núi xanh mướt. Ruộng bậc thang. Dưới kia là dưới chân kia là có suối đúng không? Bên kia là suối. Ừ, suối. Suối. Đây là suối hết. Tức suối là trên đây là một thang hết. Phía dưới là suối. Phía trên thì là quả đồi. Chị ơi, chị cho bọn em ăn món gì đấy? Ôi, lươn. Lươn, lươn. Ăn lươn thôi. Ngon thế. Ăn lươn với thịt lợn thôi. Lợn. Ôi, cháu chảy mà cháu trông đây ạ. Ê. Lươn lươn người Lào mà. Lươn 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 Lào hả chị? Lươn Lào, lươn người Lào. Ơi. Hả? Ờ đúng rồi. Anh bảo anh thèm lươn, ai ngờ hôm nay đúng rồi. À, ai ngờ lên hôm nay được ăn lươn luôn. Ăn lươn nấu măng chua thế nó nhảm. Dạ vâng ạ. Chị cũng hay là gia đình ăn cái gì thì chúng em ăn cái đấy. Chị nấu đơn giản thôi đấy. Vâng. Không, chị nấu ngon, hôm trước em ăn rồi, ngon lắm. Nấu đơn giản rồi đây. Cứ đồng bào thì đây ăn thế nào thì chúng em các ăn. Các cháu được. Ở ngoài Hà Nội cũng cứ thích cô nấu cơm. Vâng. Nấu đơn giản như người Thái thôi, không cầu kỳ. Cứ phải nguyên chất chị ạ. Đấy, cứ phải nguyên chất nó mới ngon. Mình là ước gì được nấy các bạn. Đấy, hôm nay hôm qua bảo là thèm ăn thịt lươn, hôm nay được ăn thịt lươn. Thịt lươn mà đặt súp ship về không được. Đúng rồi. Tối qua là thèm ăn thịt gà. Ngờ. Thèm ăn mực ship cả hai không được, tự nhiên tối có người mời. Tự nhiên tối có người mời. Tuấn lên mặt dày sang hàng xóm xin ăn. Cái gì? Mình được ăn luôn ở sang nhà Khánh tươi. Khánh hôm qua là làm cơm mời chị Hà anh. Tích cực cộng đồng. À.
lão vô trong trường lão đứng lão đợi mà không được, trời chạy tiền muộn quá. Đây là ống đường ống dẫn nước về với người đồng bào Thái. Ơi đây đường ống dẫn nước chạy dọc dọc này. Hay mình review một vòng quanh một xóm của người Thái trên huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa các bạn. Thế là có nghĩa là lúc anh sang là muộn rồi, nó sắp tàn cuộc rồi đúng không? Anh em trên cường cũng gần nửa chai rượu đấy mới xong. Cường cũng nửa chai rượu cũng rất nhiều. Ô, Cường hồi nay uống hơi bị lên cơ đó. Nói là Cường uống nửa chai rượu là không đúng. Sáng nay mà Hồng uống với Phượng 5 chén thì thôi rồi. Thắng là anh chuyên, anh khen lấy làm lươn rất giỏi. Ừ. Thắng lươn. Yeah. Đúng rồi. Anh xem chị làm. Để anh chị hướng dẫn. Lươn là thắng, anh thắng lươn đến nỗi mở nhà không có nồi cơm mà anh không bảo là anh không cắm nổi. Chị đang làm món lươn. Làm lươn nấu măng chua chị nhỉ? Lươn nấu măng chua, làm kiểu dân tộc luôn. Lươn ở trên này là lươn Lào rất ngon. Đây là măng măng chua các bạn. Món này mình chưa được ăn bao giờ. Ăn thử xem nha. Đấy, chị đang bóp măng chua. Thầy Kim Tuệ trên chùa toàn là thích chị nấu. Thích chị nấu hả? Cái gì cũng chị nấu mới ngon. Nấu mới ngon. Vâng. Năm ngoái em ăn ở nhà chị em thấy cũng ngon. Không biết là người khác có ăn được không? Chị khéo tay ngon. Cũng không khéo tay. Hay làm. Món măng chua nấu lươn là mình chưa ăn bao giờ các bạn. Đây là thịt lợn đen. Lợn đen. Lợn rừng. Lợn cỏ chứ không phải lợn rừng. Trời, năm nay Tết chị để dành em một con lợn nhé. Được rồi. Có không chị? Có, chị cũng đang nuôi nhưng mà. Em một con nhé. Chị tính phần đi nhá, em một con. Chị cũng đang nuôi. Cái năm ngoái có thuê cũng lấy chị. Vâng. Ơ chị ơi, cái măng ở đây là mình ấy nước lọc hả chị? Nấu canh. À nấu canh. Ừ. Nấu canh lươn. Nấu canh lươn. À canh lươn nấu măng. Mình phải lấy nước lọc. Ừ. Chị toàn là lọc nước để ăn uống mà lọc hết. Trên đây thuê người ta lọc. Cá nhân bọn hình. Lên nào quý vị ạ, có du này nước mặt ra cho hờ mặt lùng nữa. Các cậu chú hương các chân đỡ đã hẹn ngay. Mì khách hẹn nơ. Bàn phớ đấy, hắn đi phớ đấy. Ê, có hai mẹn rong đấy. Áo xe mà mẹ. Áo xe mày mà áo. Ừ đi. Nơ. Ờ, lẹ ăn mà. Lén ma vai nè. Đây là bí xanh. Bí Lào. Bí này cũng ngon lắm các bạn. Cái này chị nấu canh hả chị? Ừ, nấu canh. Chị cũng mua của họ hả? Ừ, chị mua. Năm ngoái thì chị trồng ở trên chua được, nhưng mà năm nay thì... Không trồng? Không, trồng không lên. À, trồng không lên. Hôm nay đợt vừa rồi bị mưa nhiều. Cái này nấu canh có khi ngon hơn ở bí ở dưới ta. Thơm mà. Thơm mà chắc hơn. Dạ. Chúng ta là không có mùi, không có vị. Nấu canh bí. Năm ngoái là em hụt mâm bữa từ lợn của chị đấy. Ôi. À đến mời nhưng mà bận không lên được. Đó, có nghe ăn nói bảo là thường có gì nữa đây, hai ở đây, đấy, cũng hai, cái cùi, hôm đó ăn cá nướng.
Anh em bọn mình hôm nay lại có bia Lào này các bạn nhé. Đấy. Đồng chí Tuấn mang về. Phải đi sang tận bên Lào, mình phải sang Lào mua. Lào mới mua được bia Lào để mang về. Để, uống cùng với anh có em. Có lươn, có canh bí, có thịt lợn đen. Rồi, có bia Lào nữa. Thế là ngon rồi. Đúng kiểu vùng biên rồi. Đây. Đây là gái sinh vùng cao đây. Đi gặt mà vẫn sinh. Sinh từ chất con người đây em đây. Đây đây các bạn. Đấy. Đấy. Gặt mà vẫn sinh. Đấy. Chất. Gặt đâu? Ông quan sát dân con quất này đã bảo yêu cầu chưa? Nhà cấm được cơm cho anh em một phụ phiệu. Đây là thầy Thắng. Ở cùng xóm trọ thì thầy không bao giờ quét dọn nhưng mà lên đây thầy chăm chỉ. Ở nhà thì cắm cái nồi cơm thì thầy phụng phịu. Vẫn hơn. Bây giờ nhá. Chưa qua là nhờ cắm nồi cơm lần chiều thầy giận thì không ăn cơm. Giận là đòi bỏ không ăn. Bất ngờ lắm à? Đi thôi thầy về. Đây nhá. Không thầy em lại em ở đây em bất ngờ thế em ở đây. Đây là cái giỏi với giống gì nữa mà. À cái này cũng gặp rồi, gặp với thầy Trung Tuệ lần một rồi. Dạ vâng, cũng hay đi với thầy. Thôi thầy ơi, khiếp. Em mà cứ đi. Á Kiều, anh nói cho tớ. Làm em, con đang chụp một phô nào. Không, thầy chụp một phô. Đây em làm. Nhanh nhanh cho cái thầy chụp một nhanh một phô thôi. Nhanh một phô thôi. Đây em gái được Thái chuẩn bị cái này chiếu Lào đúng không? Dạ vâng đúng rồi. Chiếu là chiếu Lào. Nó Lào, cái gì cũng Lào hết. Cái đệm kia là nhà em tự làm hay là có bán không nhỉ? Cái đệm mà Em mới tự làm cái gì nhỉ? Đệm bông lau. Bông lau. Đây này, cái này là định em bảo với thầy đấy, cái quả bông làm từ cái quả này, bông. Này gì? Đây à? Đệm này gì? Đệm này là của thầy gì? Dạ. À rồi, cho qua nhỉ. Để xem nào. Để xem sản phẩm. Làm cái này ấm lắm luôn. Ôi cho bé này. Lật ra là một người thế thôi. Một người nằm thôi. Cái này bán là bao nhiêu đây em? À rồi. Cái này là em bán không rõ mẹ. Cái này là nhà tự làm ấy ạ. Nhà tự làm đấy. Tuyệt vời quá. Cái này ấm nhỉ. Cứ ngồi đi nhá. Cứ hỏi mẹ xem làm một cái này. Ui giời cái này mà. Ngồi ăn cỗ đẹp nhờ, hai người ngồi ăn cỗ. Sao xuống này nằm. À. Cái này nằm thôi, nằm ấm. Cái này là bị hư hết rồi, con chuột cắn. Nằm tí cho mày. Ui giời sướng. Nhưng mà giờ tôi nằm. Đúng lần đầu tiên nằm. Nhưng cái này có bền không An? Lần đầu tiên nằm đệm bông lau đây. Anh lấy về, anh lên cường mà làm chung. Lại nói điều. Phòng là như nào nào? Chú định nghĩa em này không? Em không có khái niệm. Đấy, đây là đệm của người đệm bông lau. Đệm bông lau của người Thái. Của người Thái mà tự làm. Đấy, có nghĩa là cách làm là như này đúng không? Cách làm là người ta đan trước này. Ừ. Đan trước thành những ô này này. Đâu anh phải bỏ cái ấy chưa? Không, đàn trước anh được học rồi. À. Anh tiếp xúc với người Thái là anh được học rồi. An ơi đàn trước rồi sau thì mới bỏ vào hả? Đàn caro trước xong bắt đầu là người ta cầm cái này này. Cầm cái này người ta bỏ này vào này. Đấy, đúng không? Dạ. Xong người ta may lại. Nhưng bền được mấy năm mà. Đúng không nhờ? Vâng, cách làm như thế đúng không? Vâng. Em cũng không được làm đấy, cái đệm này cũng không biết như ông bà nào. Vì sao em làm đệm nào? Em làm toàn làm cái đệm này này. À đệm xuôi á hả? Xuôi đệm người Kinh. Cái bông cây to đó. Vâng. Cái bông cây to đó không phải cái bông nhỏ nhỏ ở bên mẹo đâu. Cái bông gì ông ơi? Cái
cái quả bông trên cái cây to lớn hôm bữa em kể với thầy đấy. À cái quả bông trắng trắng á hả? Dạ đúng rồi, trong này là cái bông trắng đấy. Chứ không phải là bông lau ấy đâu. Mà nó mọc ở trên đường đấy đấy hả? Lâu. À đây à? Đây là bông. Ồ thế thì quý lắm nhở, cái này kiếm được cái nấy bông thì đúng rồi. Ngày xưa ta toàn đánh bật bừng như nè. Nhưng mà kiếm được nấy bông thì thôi rồi. Táo Quốc Cường. Đến thầy dạy bộ môn vật lý của trường trung học phổ thông Mường Lát. Thầy đang trải nghiệm nằm thử sướng lắm. Và thật cái đệm bông lau của người Thái. Không, cái này nằm cái này sướng. Nào, xin phép được phỏng vấn thầy Cường một tí ạ. Nằm thầy cảm giác của thầy khi được nằm cái đệm này như nào ạ? Rất sướng. À sướng. Tức là thầy nói cụ thể hơn ạ. Ấm êm. Vâng, ấm êm vâng. Ấm lưng. Vâng, ấm lưng đúng không? Vâng. Đây là thầy Tuấn, thầy Tuấn dạy toán. Thầy Tuấn dạy toán. Được đấy. Đâu đấy? Đây là thầy Tuấn dạy thao toán của trường Trung học phổ thông Mường Lát. Vâng. Vâng, thầy xin phép được hỏi thầy một câu là thầy có người yêu chưa ạ? Dạ, em chưa có người yêu anh ạ. À vâng. Có sao ăn mắt rồi em? Không, không việc gì đâu. Đánh tí mở lên nó vậy. Đấy. Vâng, tức là thầy chưa có người yêu đúng không ạ? Dạ vâng. Thầy lên đây cái mục đích thầy lên cái địa bàn này để gồm những mục đích gì ạ? Trước tiên là đi tìm hiểu cuộc sống bên đây, thứ hai là muốn tìm lấy mái ấm riêng tư cho mình thầy ạ. Vâng, rất cảm ơn thầy, rất là tuyệt vời. Thầy trả lời rất thành thật. Vâng, xin cảm ơn thầy. Vâng, xin chào thầy Phượng ạ. Vâng. Vâng, Phượng Hồng trước ngõ nhà ai đúng không ạ? Phượng nhưng mà Phượng hôm nay lại Phượng nở vào đầu đông ạ. Vâng. Phượng thường thường là mùa hè đúng không ạ? Vâng, nhưng mà hôm nay Phượng nở vào đầu đông. Nóng. Vâng. Nóng nhỉ? Ngồi tí nóng nhỉ. Này ấm. Vâng. Này lại bông tự nhiên nữa. Thì Phượng phát biểu cảm nghĩ khi được lên một cái mái nhà của người Thái ạ. Tôi xin thưa với thầy Thắng là tôi ở đây hơn một năm và tôi ở rất nhiều lần với nhà mái Thái rồi. À đấy ạ. Ngủ vâng. Rồi. Vâng. Đây là thầy rất là được trải nghiệm rất nhiều lần rồi. Khác với tôi vừa lên đây là đến ngày hôm nay là 20 mấy nhỉ? Hôm nay là 24 mà tôi nhận quyết định lên đây là ngày 12 tháng 9. Tức là được khoảng độ 5 tuần. Đấy, 5 tuần tôi công tác ở trên này. Vâng. Thế cảm giác của thầy giáo thế nào? Ui, cảm giác của tôi cũng rất là không biết nói gì hơn. Mà thấy là cuộc sống nó yên bình. Vâng, cuộc sống nó yên bình mà. Trong thầy cứ móc túi cái gì không biết. Cái bật lửa. Lửa thôi. Thôi em vào bếp đi. Thôi để em vào bếp nhá. Em vào bếp. Thôi các anh ngồi đây chơi nhé. Em vào bếp. Anh Châu luôn đâu cơ. Hết rồi kìa thầy ơi, thôi đừng quay nữa thầy. Đây là em gái người Thái đang làm dưa. Đấy, động tác rất thoăn thoắt. Em mẹ đang giã gì đây? Lô cá không có cái rung đây. Chéo hả? Ông lé mà đi. Đây đi. Ông hỏi thêm. Mày. Lớp 2 đi con. Chéo ớt thằng cái này à? Đi sang Lào, nó cứ ngồi vào mâm cơm, cứ săn. Xăn xong rồi mết, thế biết được răng cả, thành ra là uống hết. À. Trời ơi. Mết là hết đấy thầy. Mết. Ngồi với con bé trường Xúc Hào. Anh Khứ Hào, thầy Linh bảo là hôm bữa quên mang ra treo đấy. Khoe đi mẹ ơi. Đúng, bên Lào phải ngồi ăn da trầu với uống bia mới ngon. Nên là không có đi. Mâm cơm người Thái các bạn đã đầy đủ. Lương Lào, măng chua, canh bí Lào, dưa Lào, măng chua nấu lươn Lào, chẻo Lào chấm này. Chẻo. Chú vợ biết còn thiếu một thứ là cái gì Lào không? Chẻo làm. Chẻo Lào. Chẻo là làm từ xả với ớt. Đúng không?
Đây nước chấm. Thiếu thuốc lào ở này này. Thịt lợn ta lợn rừng. Có luôn nào được dùng món lào đúng không? Lào. Thế cái món này lạ nhỉ. Món này đúng lần đầu tiên mình nhìn thấy này. Lươn nhưng mà ý là cái kiểu lươn nấu măng chua. À, nấu măng chua nhưng mà ý là cái gia vị như nào để nó đen như này. Anh cũng hồi đứng ngồi mãi mà không biết là. Mời mọi người nhá. Ở đây cũng không được ăn trước đâu. Không đồng dính được nhỉ. Ngon. Ngon hả anh? Ngon. Ngon đâu? Cái dưa này trên mình có nhưng mà cái gia vị này là dưới mình không có đâu. Anh có lá hẹ với chả với muối ý là mình không biết làm. Chính, anh chả thế có chi đâu. Đúng mình làm, ngon lắm. Bồi phôn mới là bồi phôn thì tiếng Lào ấy. Tiếng Lào ngày xưa tại vì thầy học với người Lào có cử tuyển bên Lào sang. Ngày xưa mình học được mấy tiếng Lào không? Lào với tiếng Thái ta là giống nhau mà gần giống nhau. Gần 70%. Tối nay sẽ là cuối cùng mình được uống bia Lào hả? Cứ để đầu giường mà không bao giờ được. Đấy. Cái két bia Lào đấy. Nhưng mà mình không bao giờ có hy vọng được uống. Thì hôm nay thì nói chung anh em mình. Anh bạn anh mua cái thùng bia Lào đấy mà em bên thắng bên cường mà không, gã mãi mà chưa uống được. Không bao giờ. Cũng mà cứ gọi anh ra là được uống hết. Không biết nhưng mà không biết anh bạn đấy anh không mua anh bạn làm đấy lại mua về làm gì mà cứ để đầu giường. Em bên thắng bên cường gã mãi mà chưa uống. Có ba ông thôi. À, như là anh mua. Biết đâu là mua. Em mới thắng cường. Mua về là cứ đút về góc. Các bạn ơi, bữa cơm của gia đình người Thái rất thịnh soạn. Bao gồm mà tất cả là lươn nấu măng chua là thịt lợn. Hết cơm rồi, tắt rồi mới quay thôi. Trời ơi. Người ta phải giới thiệu tí chứ. Ở đây là món canh Lào này. Mời mọi người. Món Lào này. Đây món canh Lào này. Đây món dưa Lào này. Ông lươn Lào cái này. Gì đúng Lào hết vì đây là giáp Lào các bạn. Đây là món bia Lào. Mời mọi người cùng ăn uống. Thiếu một món Lào. Đấy anh em mình. Đấy. Thiếu món Lào là món thuốc Lào ạ. Uống bia. Uống bia. Thuốc Lào. Thiếu món thuốc Lào. Nhưng mà nhà mình là có món. Hẹn gặp lại các bạn trong các cái video tiếp theo. Mong các bạn một đăng ký kênh. Để mình tiếp tục cho ra những cái video hay hơn, ý nghĩa hơn. Xin hẹn gặp lại các bạn. Mình ta bật bia đi. Mời các bạn. Anh cho đứng lên quay. Mình không còn cốc rồi nhỉ? Ở nhà mình uống trực tiếp rồi đúng không? Ừ, tao uống trực tiếp luôn nhé. Thắng nào nhỉ? Hay có chờ? Lương Văn Thắng, cái thằng phá nhất lớp. 12 hát à? Dạ 11 hát. Mình chỉ dạy 12, nếu nó 10 thì mình không biết nó 11. Em gửi đi đũa. À, 11 hát. Thắng ơi. Ông ơi, con mời ông. Chúc sức khỏe ông ạ. Cốc đây. Đâu không cần cốc đâu em ơi. Không cần cốc đâu. Em bật cho anh cái đi. Bật luôn đi, tao uống này cho sướng. Em bật anh cái đi. Cốc cho ông thôi rồi anh em. Em bật cái đi. Để ta cụm cái nào. Kính lão thôi. Cốc thì cũng không. Không, tao uống này cho sướng. Ông cháu chúc sức khỏe ông ạ. Vâng. Chúc ông bánh niên dây lão nhá. Ôi phải ông phải hai cái bánh niên dây lão cơ. Cái này. Rồi thôi chúng em cảm ơn gia chị. Đình rất là tuyệt vời. Cảm ơn chúc sức khỏe chị nhá. Cảm ơn mời mọi người gia đình đã cho các thằng hôm nay bữa cơm nhá. Không đâu rồi em uống đi. Uống một chén không sao đâu. Lên trường uống ngập ầm 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 đấy mẹ. Không có trẻ là chiều em không có việc. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bây giờ bọn mình ăn uống đây. Like và subscribe cho mình nhá. Đấy. Hãy nhớ like và subscribe cho mình. Rồi.